Ok, hello everyone. Các bạn ơi, bật cam, bật mic lên nào. Mình bắt đầu học thôi. Như Quỳnh ơi và Như Ngọc, đâu rồi? Các bạn bật cam lên cho cô nào. Can you hear me? Ok. Ok nào. Can you see my screen? Mình thấy màn hình của cô chưa? Yes. Ok. Rồi. Ok, nào, bây giờ mình sẽ làm bài tập cho cô này. Rồi, làm cho cô từ câu số 1 đến câu số 10 nào. Rồi, cô để như thế này mình thấy rõ không nhỉ? Ok, rồi. Mình sẽ có 5 phút nha. You have to 5 minutes. Mình sẽ có 5 phút để hoàn thành cái bài tập này. Bài tập số 1. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh này. Nào, các bạn làm đi. Hôm nay chúng ta chủ yếu là luyện đề thôi nha.
Những cái câu ở đây thì chủ yếu là ôn tập lại cái ngữ pháp mà các bạn đã được học qua. Ok. Các bạn làm xong chưa? You ready? Mình xong chưa nhỉ? Các bạn ơi. Dạ rồi cô. Ok. Now give me your answer. Quỳnh làm hai câu đầu cho cô nào. Hả? Đi. Câu nào theo tổ chức câu hỏi Câu nào? hỏi nào? Đi đi. Từ điển hoàng ngữ. Với trợ động từ, chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Được chưa? Đây. Đây là cấu trúc câu để hỏi nha. Phải có trợ động từ này. Từ để hỏi là what đúng không? Rồi tiếp theo trợ động từ ở đây là gì? Đối với to be thì sẽ là trợ động từ to be, nhưng không có động từ to be thì mình sẽ dùng gì đây? Mình thấy ở đây có. Đúng rồi, đấy. Chính xác. What did What did you you play last cho câu hỏi như Ngọc nè, tại sao ở đây mình không có played? Play chia ở quá khứ. night? Tại sao nhỉ? Tại sao lại không là what did you played? À, thêm ID vào đây, thêm đưa ID vào. Tại sao? Bởi vì có did. Did, có did thì nó sẽ động từ phía sau nó sẽ không phải chia đúng không?
Nếu như ở đây là were thì nó sẽ phải đồng tư tức vị ấy, thì mình sẽ phải chia rồi. Ok, câu số 2 nào. Number 2. Quỳnh xem nào, Quỳnh làm được câu này không? Cái gì đây này? Thử. Đúng rồi. Ơ gì? What? No. Cái này hơ này nó không thể đứng một mình được đâu nha. Nó là tính từ sở hữu ấy. Cái hơ trong trường hợp này nó là tính từ sở hữu. Nên là nó không thể đứng được một mình. Còn một danh từ nào tính từ sở hữu? Tính từ sở hữu còn một danh từ là birthday. Her birthday was last birthday. Friday. Yes, Friday. Okay. Her birthday was last Friday. Okay, number three. Ở đây nó sẽ có, mình thấy này, mình thấy có cái dấu hiệu nhận biết là gì để có thể là sắp xếp cái từ này, cái câu này nó đúng không? Mình xem cái trạng từ của nó là gì nhỉ? Cái dấu hiệu nhận biết của một cái thì ấy. Mình thấy từ gì đây không? Today. Là của thì gì? Tiếp diễn đúng không? Thì hiện tại tiếp diễn, thế thì nó sẽ là... Mà cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn là gì nhỉ? Chủ ngữ cộng với động từ to be và cộng với động từ verbing cộng thân ngữ. Đấy. Thế thì trong trường hợp này mình sẽ dùng gì đây? Như thế nào? Chủ ngữ ở đâu? Hai bạn nào biết nào? Như Ngọc xem nào. Chủ ngữ là link. Number to be is what link? Wearing. Chính xác, wearing pink dress. Today. Pink dress. Today. Yes. Today. Okay, thank you. Tiếp theo nào, câu số 4. They. They are going tomorrow. Mình có nhớ cái cấu trúc fly go going to đúng không? Mình có nhớ cái be ở cái thì cần ấy be cộng với be going to cộng với verb nguyên thể và cộng với thân ngữ. Cái thì ở tương lai gần ấy, tôi sẽ làm gì vào ngày hôm sau hoặc là tôi sẽ làm gì, một cái dự định nó sẽ xảy ra. They are going to fly kite. Fly kite tomorrow. Yes, tomorrow. Ok. Câu số 5 nào. Quỳnh làm câu số 5 cho cô nào. Đây là một câu hỏi ở dạng quá khứ này. Did. This.
you. With you. Động từ ở đâu? Trong câu này thì động từ ở đâu? Make. Đúng, chính xác. Make. Make a cake. No, make a cake. Làm một cái bánh. Make a cake. Yes. 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 Yesterday. Okay, guess. Rồi, câu số 6 nào. What did you see? What did you see? What? Yes. Exact. All right. What did you see? Okay, number 7. My birthday. My birthday was yesterday. Yeah, was yesterday. Yeah, it's good. Number 8. They are worrying. Today. They are worrying. Wearing blue. Blue. Today. Today. Yeah. Today. Okay. Next one. Câu số 9 nào. They are fishing. No. Mình nhìn thấy they are going. They are going fishing. Going gì? Cấu trúc gì? Going gì đây? Cộng với gì nữa? Going gì? Going to. Chính xác. They are going to. They are going to fishing. Go fishing. Tomorrow. Okay. They are going to go fishing tomorrow. Yeah. Now, câu số 10 nào. Did you do your homework yesterday? Yeah, right. It's correct answer. Did you do your homework? Did you do your homework yesterday? Yes. Okay, yes, very good. Yeah, ở trong cái phần này thì mình sẽ ôn tập lại ba cái dạng câu hỏi. Ba dạng thì quá khứ, thì tiếp diễn và thì tương lai. Okay, now next one. Bài tập số 2 nào. Bây giờ mình sẽ sử dụng các cái từ ở đây để hoàn thành những cái câu ở phía dưới, được chưa? Okay, mình sẽ có 3 phút để hoàn thành. Let's start. Here we go.
ready? Xong chưa? Ok, nào. Ngọc nào cho cô đáp án câu số 1, 2, 3 nào. I saw a beach house on the sand when we were at Phú Quốc inside. Islands. Okay. Island. But the I saw a beach. A park house. I saw a cái gì nhỉ? Thứ gì đây? Beach. I saw a beach. Okay, là beach. Beach. Chính xác. I saw a beach. I saw a beach. Okay. Now number two. But the để làm sao cô? Put the rabbit. Put the rabbit. Bỏ cái put rat vào the rabbit in the little swimming a little bean. Okay. Bean. Little bean. Okay, câu số 3 nào. I always watch TV after school. Yes, TV after school. Yes, thank you. Như Quỳnh nào, làm hai câu cuối cùng nào. I go to the I go to the cái gì nhỉ? Còn park và swimming. Park. Park. Mình thấy cái từ pool này phía sau không? Mình thấy có thấy quen với dòng với cái từ từ vựng nào mà mình đã được học không? Thấy quen không? Okay, cái bể bơi ấy, swimming pool. A swimming pool. Đúng rồi. Swimming pool. Thấy cái pool ấy, cái bể bơi. Okay, and cuối cùng là park. Okay, next one. Tiếp theo. Raise a take and write yes or no. My name's Lian. I'm class in 5B1. This is my classroom. These tables are new. There is big green rod and two computers. There are big posters on the wall. There are many pictures too. It's a picture of Uncle Ho. My teacher is Miss Kang. She's very kind and funny. Nào làm cho cô cái này nào. Okay, 2 phút nào. 2 minutes. Thank you.
Okay, you ready? Ok, nào, cho cô đáp án nào. Quỳnh nào, cho cô đáp án câu số 1 nào. Her name is Leanne, đúng rồi. Ok, she is in class, gì? Five, B, one. Ok, câu số 3 nào. There are cái gì và cái gì on the wall? Đọc cái phần đấy nào. Có cái gì nhỉ? Con đã số. They are big. 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 And plus because the no. Big and big faster and cái faster nè and picture. Okay, pick post. Poster and picture. Ok, câu số 4 và câu số 5 nào, Như Ngọc nào. Her teacher name is? Her teacher is Khánh. Miss Khánh. Miss... Ok, her teacher is? Very keen and funny. Very kind. Kind and very funny. Kind. Funny. Okay, thank you. And now we move to activity number 6. Yeah. Okay, fill blank. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nào. Điền các cái từ này. Okay. Bài tập trong thích hợp nào. Làm cho cô 3, 4, 5, 6. Dạ. Yeah. Làm 9 câu này tiếp theo cho cô nào. Ở cái phía bên trên này này là từ của 5 câu phía trên nha. Còn đây sẽ là 5 câu phía dưới, được chưa? Ok.
Ok, mình xong bài này chưa? Ready? Ok, Quỳnh nào. Quỳnh làm cho cô cái phần thứ nhất nào. Did you? Bus. Did you? Cái gì? Từ này á. Right. Cái này cái từ cần tiền ở đây. Did you buy pink postcard? Cái postcard màu hồng ấy. Buy, mua. Ok, câu số 2 nào. Yes. Ok, number 3. Lisa a car last night. We a buy a car. Cô em chả nhận ra cô ơi. Ở phần append em quên không để in. Em không để in ở tên. Cho em xin địa chỉ cái đứa vừa máy. Ok. Does you have a big postcard? Cũng có thể này, đúng rồi. Yes, hi. Lisa buy mua một cái no. Nếu như thế thì nó bị sai rồi. Ở đây phải là buy, buy nha, bởi vì nó để nguyên nè. Và đây là hat. Có, đúng không? Đây nè, đây mới đúng nè. Mình thấy không? Cái là did, nhưng ngọc này mình chú ý một chút này, cái này là did đúng không? Thì phía sau này cái động từ phía sau này nó phải là động từ nguyên thể đúng không? Thì phải là buy. Và Lisa had là mình sẽ chia. Bởi vì ở đây sẽ là có từ last night. Last night. Ở dòng quá khứ thì mình sẽ chia rồi đúng không? Ok, câu số 4 nào. Quỳnh nào. No, yes. We usually cái gì? Wear. Yes. Wear uniform. Okay, thank you. Ngọc nào, Ngọc làm phần tiếp theo cho cô này. Today we ever got English, math. Yes, and math. Math. There are some men. Okay, câu số 3 nào. What reading do you doing? What? No. Mình thấy bế sau cùng không? Cái câu trả lời đúng không? I'm watching video. Nó là ở thi hiện tại tiếp diễn. Thế thì câu hỏi ở thi hiện tại tiếp diễn là gì? Sẽ có gì? Câu để hỏi nè. Từ để hỏi nè. Cộng với động từ to be. Cộng với chính động từ to be nha. Cộng với chủ ngữ. Cộng với verb in. Thì ở đây mình xét theo cái vế này thì nó đã có cái gì rồi? Từ để hỏi có rồi nè. Sorry. Từ để hỏi có rồi nè, đúng không? Rồi. Chủ ngữ có rồi nè. Đúng không? Doing ở đây là gì? Nói cho cô biết doing ở đây là gì? Nó thực hiện chức năng gì trong câu? Theo cái cấu trúc này thì là gì? Verb in đúng không? Nó là verb in. Nó là động từ chính của câu này rồi. Thế thì nó còn thiếu cái gì nữa để hoàn thành? Cái o này này có thể có hoặc không. Đây là tân ngữ nhá. Có cũng được, cũng không có cũng được. Đấy. Thế thì cái này, trong trường hợp này thì nó thiếu cái gì? Thiếu be đúng không? Thế thì động từ to be ở đây là gì? Reading. Yeah, đây sẽ là phải là các bạn trên này nè, were, they were. Và giờ này là they are. What are you doing? Cô quên nhìn cái phía dưới này. Ok. Rồi, look at the reading.
Look up the reading. No. Right. Right. Look up the bright. Nó phải là một danh từ chứ. Reading là một động từ rồi. Nhìn lên cái lượng, nhìn vào cái cầu kia kìa. Cô ấy đang mặc cái chiếc váy màu đỏ ấy. There. Sau mạo từ nó phải là danh từ. Còn cái reading này là một động từ rồi thì nó không thể thêm vào đây được. Ok, rồi bài tập tiếp theo nào. Read the passage and answer the question. Đây sẽ có mất. Như thế này không có thấy nha. Ok. Trước tiên đọc cái bài này trước cái đá rồi mình sẽ trả lời sau nha. Dear Lon, how are you? We had a really unusual start to our vacation. My family and I were on a bus to Vũng Tàu. It was a long journey, but it was comfortable and we were happy. Suddenly, we had a bang. The bus stopped and the driver couldn't start it again. I was disappointed and bored. So my mom and dad said we could walk to the nearest town and meet the bus there when it starts again. It was night and we could see light in town on the road. I look like a festival. The other people on the bus walk with us. When we got to town, there was a band playing and people were dancing on the stage. There were lots of beautiful lights decorating the street. All the people in the town said hello when they saw all of us. We had some really fresh food and they gave us some drinks. I talked to a boy who was 10 years old, like me. He was really friendly. We all listened to the band together. Then the bus came into the town. The driver also ate some food before we started our travel again to Vũng Tàu. We had a fantastic evening, and it was a great start to our vacation. Write soon to tell me about your vacation, love. Ok, bức thư nói về chuyến đi kỳ nghỉ của mình đúng không? Vacation là kỳ nghỉ nha. Cái này là nó cũng tương tự giống như là trong một số cái bài mà mình đã được học đấy. Có nhớ là mình có học cái bài này ở Unis mày ấy nhỉ? Cũng là viết bức thư này kể về cái chuyến đi của mình. Ok. Rồi bây giờ trả lời cho cô 5 câu hỏi phía dưới này này. Để cô xem nào. Cái phần đầu không cần đâu nha. Như thế này sẽ thấy được hết 5 câu hỏi đúng không? Chị cô sẽ bỏ hai cái này. Rồi, mình thấy được rồi đúng không? Rồi, trả lời cho cô 5 câu hỏi phía dưới này nào. Where does his family go on their vacation? How does they go to there? How does they go to the nearest town after they heard a bang? How does they feel about their vacation and what were decorates on the street? Okay, you have 5 minutes to answer this question. Mình sẽ có 5 phút để trả lời những câu hỏi này. Mình bám sát vào cho cô cái văn bản. Cái đoạn văn này nha. Ok. Here we go.
Ok. Rồi mình làm xong chưa nào? Ok nào, làm nào cho cô đáp án nào. Number one. Where does his family go on their vacation? Đấy. Họ đi đâu nhỉ? Ngọc ơi. Dây gì nhỉ? Tiếp tục nào. Có hướng dẫn cái phần trả lời mà cái câu mà có cái câu hỏi này nha, câu hỏi có từ để hỏi ấy. Thì mình sẽ xác định là ở đâu sẽ là chủ ngữ, ví dụ trong câu này, for example, trong cái câu này này, trong cái câu số 1 này nha, đây trong cái câu này đi, được chưa? Đây sẽ là từ để hỏi đúng không? Tiếp theo, this là trợ động từ. His family là chủ ngữ. Thứ hai, go là động từ chính. Và on their vacation là tân ngữ, object. Object. Thì bây giờ mình sẽ dùng như sau. Mình sẽ trả lời bằng cách lấy chủ ngữ ở trên này xuống. Mình sẽ trả lời từ cái phần này nha. His family go đi đâu này. Go ở đây mình sẽ chia nó phù hợp với cái thì trong câu hỏi này là quá khứ đúng không? His family go. Cái này chưa chia nha. Đi đâu này. Bây giờ mình sẽ điền cái này, nó họ đi đâu trả lời cho cạnh que này. Và on their vacation là mình để nguyên. Ví dụ đi câu số 1 này. They, his family, cô có thể đổi bằng they, họ. Hoặc là gia đình của anh này cũng được. Ở đây mình có thể sử dụng một trong hai cách. Đấy, his family. Và ở đây bây giờ go, mình sẽ chia thành gì? Động từ chính. Trong trường hợp này là quá khứ của go là gì nhỉ? Hai bạn, quá khứ của go là gì? Quá khứ của go là went. When. When này nè. Đây. Go là ở dạng hiện tại nha. Sang dạng quá khứ là when. Có một dạng nữa quá khứ hoàn thành. When. Nó cũng là when luôn. Gone. Nó không phải when đâu. Gone. Đây là ba cái dạng ở ba cái cột động từ bất quy tắc nha. Đây là thuộc câu này là động từ bất quy tắc này, khi mà mình chia quá khứ cái này sẽ là past past participle đấy. PP rồi. Go when she stay when đi đâu nhỉ? When yes. So on there Bus. no on there cái có bảo cái phía sau này nó để nguyên đúng không? Vacation đấy, thế là xong một câu hỏi rồi đấy, thấy không? Bây giờ mình chỉ bê cái chủ ngữ xuống nè, bê cái động từ xuống và mình phải chia nha, bởi vì ở trên này nó là có đứt là trợ động từ rồi nên là cái câu này không chia nên là mình phải chia này, và đem cái câu trả lời cho câu cho từ để hỏi ấy, cái câu trả lời cho từ cái phần trả lời cho từ để hỏi này. Và sau đấy bê nguyên cái trợ động từ, sorry, cái tân ngữ xuống cho cô. Đấy, thế là thành câu hỏi hoàn chỉnh được chưa? Rồi, áp dụng tương tự làm câu số 2 cho cô nào. How did they go to there? Họ đến đây bằng gì? Đấy. No. Đây gì? Quá khứ của go là gì? Bây giờ, they went. Mình áp dụng như phần trên thôi. They went to. No. They went to there. Ở đây nó không có. How là như thế nào đúng không? Mình đến đấy bằng gì? I go to school by bike. Thì ở đây sẽ là ai? They went to there by
bằng gì nhỉ? By bus. Đấy, tôi hỏi đến bằng cái xem bus. Giống nó giống như là I go to school by bus. Tôi đến trường bằng xe bus này, hoặc là I go to school by bike. Đó. Ok, câu số 3 nào. Làm câu số 3 cho cô Ngọc tiếp nào. How does they go to the nearest town after they hatch a bang? Phần này. Ok. Đọc cái phần thứ hai. Cái đoạn số 2 nào. Họ là như thế nào khi mà họ làm gì ấy? Như thế nào khi mà gần đấy, sau khi đây này, how did they went, mình kể về sau này nha, mình không quan tâm đi, cái after này bỏ đi, không quan tâm, nó chỉ là một cái dấu hiệu nhận biết cho mình ở trong cái đoạn văn thôi. Bây giờ tiếp tục này, nó tương tự như cái câu số 2 thôi. Nhưng mà ở đây mình phải tìm đáp án ở đây này. We could walk to the nearest a Smith bus. Đấy. Walk. Đây là một cái dấu hiệu nhận biết này. Thì là họ đi bộ đúng không? Đáp án ở đây sẽ là mình sẽ không mình nếu là họ đi bộ rồi thì sẽ không có dùng go nữa. Đấy, cái phần sau này cắt nó xuống thôi. Nearest town after they hear a bang. Đó, mình cắt nó xuống thế thôi. Walk. Ok, nào câu số 4, số 5 nào, Như Quỳnh nào. How did they feel about their vacation? Họ cảm thấy như thế nào khi mà về cái kỳ nghỉ của họ nào? Đấy. 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 Họ như thế nào? Mình nhìn đây nè. Các bạn đây là ở cái phần cuối này, đây đúng không? We had a fantastic evening, một cái buổi tối tuyệt vời. Cái này là ở phần viết tiếp nha. And it was a great start our vacation. Thì cảm thấy là rất là tuyệt vời rồi thì sẽ là they felt, quá khứ này. Feel, quá khứ của feel, felt. They felt happy. Họ cảm thấy hạnh phúc nhỉ? About their vacation. Okay, tiếp nào, câu số 5 nào. What were decorated on the street? What were decorated on the street? Cái đường phố thì được trang trí như thế nào? Đọc tiếp nào. Phần này, đoạn số 3. Nhìn vào cho cô ở đoạn số 3 nào. Đây nè. Mình nhìn thấy cái phần có thể nhận biết là decorate đúng không? Cái đấy thì làm được cái đường phố được trang trí như thế nào thì bây giờ là nó được trang trí một cách lộng lẫy thế thôi, hoặc là ở đây sẽ có hai cách viết nha. Hoặc là the beautiful life. The beautiful life were decorated.
on the street. Đấy, ở đây nha, cái này mình biết tại sao cô này có hai cách không? Bởi vì cái cách đầu tiên ấy là nó ở dạng chủ động. Còn cái thứ hai là ở dạng bị động. Là mình sẽ trả lời theo cái cấu trúc của câu hỏi luôn. Được chưa? Đấy. Ok. Thế là hoàn thành xong cái phần bài hôm nay rồi. Mình chủ yếu là ôn về các cái thì thôi. Rồi, bây giờ cô sẽ có một số cái câu quiz ôn tập thêm cho các bạn. Còn một chút, cô sẽ gửi link cho các bạn làm. Về từ vựng ha. Mình sẽ ôn tập về từ vựng. Ok, bây giờ này. Bây giờ mình vào. Ok. Mình vào chat này. Là cái link này và làm cho cô này. Vào chat là cái đường link này, sau đấy nhập tên của mình vào và làm cho cô. Chữ quy ở cô. Ừ đúng rồi. Sẽ ôn tập từ vựng ở trên này. Nó sẽ đa dạng hơn một chút. Bởi vì nếu như làm cái kia thì các bạn sẽ không cùng làm một lúc được. Cô sẽ phải chờ. Còn làm ở đây sẽ các bạn sẽ làm kiểm soát được thời gian nhanh hơn. Ok. Mình các bạn vào đi. Chưa được à? Các bạn vào chưa được à? Như Ngọc vào được rồi nè, Như Quỳnh ơi mình vào được chưa? Ok, rồi, start. Ờ, 15 câu thôi nha.
Quỳnh ơi Quỳnh, mình làm nhanh lên nào, mình làm chậm thế. Từ nhanh tốc độ lên, chưa được một nửa đâu. Kiến thức của em làm xong rồi ạ. Ok, mình chờ bạn Quỳnh làm xong rồi mình sẽ làm một cái link khác nữa nhé. Như thế này là khá ổn đây nè. Mình làm được 2 phần 3, đúng 2 phần 3 bài thì là rất là tốt rồi. Chờ có bạn nhiều Quỳnh làm. Quên. Cái đoạn lúc đầu con không biết nghĩ gì. Vừa mới vào con thấy kênh trong nắng. Có một số cái á, nó khá là nó không có như cầu cái đề nó chi tiết ấy, nên là mình sẽ bị phân vân, nhưng mà không sao. Chờ quên một tí này. Xong rồi cô ơi. Rồi, cô thấy đây rồi. Như ngắm mà được 86 trên 100% này. Và như Quỳnh là 60 trên 100%. Rồi, bây giờ mình sẽ còn một cái link quiz nữa. Cô gửi vào chat cô. Rồi, chờ cô một chút. Hình như là mình có cái phần thesis to go đúng không? Có cái unit này đúng không? Ở đâu rồi ta? Hello, đây rồi, đây rồi.
Đợi đi lấy mở. Ok. Con xin đi. Ok, rồi con sẽ gửi cái link này cho các bạn. Ok. Xin lâu có phải gọi nó ở đây không? Còn một chồng mở ở đây này. Ừ, quên. Cả đúng quả trên này. Bừa lại. Có gửi trong chat rồi đấy. Ừ, đây này. Thế mình thấy chưa? Rồi ạ. Ok. Chuẩn bị một chủ đề về một số di sản văn hóa. Như Quỳnh đâu rồi nhỉ? Quỳnh ơi, mình vào chat lại link làm nhá. Ok. Lần này là 21 câu, các bạn chú ý làm nhanh một chút này. Ôi sao em chưa thấy màn hình? Chờ con một chút nè. Thấy chưa? Em vào chuẩn bị về một số di sản văn hóa ở Hải Phòng. Ủa? Sao không có làm được à? Con vào máy nó cứ lát thôi. Ồ, thấy là mạng mình kém ấy. Chờ một chút nó lát ấy. Chờ một chút đi. Mạng ba mà. Em ngủ luôn đó cô. Mày nghe tao nói không? Nếu không được thì mình out ra đi. Mình tắt cái link đấy đi rồi mình nhắn lại một lần nữa. Xem thử có được không? Nghe thì nói không? Mày đẻo thế. Mình tắt cái link đấy vào rồi vào chat nhắn lại cho cô một lần nữa xem như thế nào. Ngọc ơi, có vào được không? Con đang vào ạ. Ờ, ok. Bro, các con làm gì đâu? Bắt đầu lại. Rồi, cô thấy đây rồi nè. Được rồi đúng không?
cô ơi, làm xong rồi. Ok, mình chờ bạn Minh Ngọc làm xong nhé. Hay là mình sáng gì? Mình chờ bạn Minh Ngọc làm xong mình thử. Minh Ngọc bị out rồi. Ok. Không sao, bạn này đang làm nè. Gần xong rồi đấy. Rồi, về nhà mình nhớ ôn tập lại cái phần ngữ pháp này, từ vựng này nha. Ờ, rồi mình liên hệ với thầy Giang là mình hỏi xem là cái sách tiếp theo mình sẽ học sách gì, chương trình gì nha. Để tuần sau mình học nha. Sorry. Ok, rồi mình sẽ nghỉ lớp. Nghỉ hôm nay tại đây nha. Goodbye. Bye teacher. Goodbye. Rồi. Dạ cô. Goodbye. Goodbye teacher. Goodbye.